Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Trưa nay ngày 20 tháng 11 thì em tranh thủ có một cái video ngắn ngắn giới thiệu với anh chị chú bác mình những cái mã combo khuyến mãi, những cái mã túi khuyến mãi đồng giá 250.000 đồng cho những cái sản phẩm trong video này. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những sản phẩm hôm nay. Và số điện thoại của em đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mình ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này, và lưu ý là em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị nha. Đây là cái chương trình sale off khuyến mãi giá siêu tốt rồi, và mình lưu ý là ví dụ như mình chưa có ưng cái sản phẩm này với mức giá này thì mình có thể chờ những cái sản phẩm khác, chứ shop em thì không có khuyến mãi giảm giá gì thêm ngoài cái giá em báo trên video anh chị nha, cho nên mình không phải lăn tăn, không phải trả giá gì thêm anh chị ha. Đầu tiên sẽ có cái túi này. Túi này rất là đẹp luôn, tông màu của nó là tông màu dạng như là xám, xanh xám anh chị, nó có ánh xám xám, nhưng mà cái tông của nó là sẽ dạng tông xanh dương. Mẫu này thì người ta có xài nhiều cho nên là cái quai anh chị thấy nó có hơi sờn nè, nhưng mà nó vẫn rất là đẹp, form dáng cực kỳ đẹp luôn, độ mới cao nha. Mấy cái này giá cũng 400-500 là bình thường, nhưng mà em đang làm chương trình khuyến mãi anh chị ha. Size là 26 nhân với lại là 29 nhân 17 nhân với lại là 13. Khoen khóa thì cũng có độ oxy hóa nhẹ nhẹ, nhưng mà tổng thể thì rất là đẹp. Trừ điểm duy nhất của nó là chỗ này thôi, nhưng mà mình đeo thì vẫn bình thường, mình xách bình thường. Hoặc là các chị nào mà mình kỹ hơn thì mình có thể mua thêm mấy cái khăn á anh chị, mấy cái khăn mỏng mỏng nhỏ nhỏ mình quấn thêm, nhưng mà em thấy nó cũng bình thường thôi, không có xấu đâu. Form căng đét như vậy ha. Ở bên trong có cả dây đeo nha, có cả dây như vậy luôn, có chứng nhận GRA, đây là da kỳ nhông kỳ đà nha anh chị nha. Hàng có hiệu đàng hoàng, nói chung mấy cái này là hàng siêu sale khuyến mãi thôi, chứ nó không có xấu xí gì hết. Chốt giùm em mã số là 251 cho cái sản phẩm này. Sau video này thì em sẽ tiếp tục là gói hàng đi đơn luôn những cái sản phẩm tranh ảnh hồi tối qua với lại túi sách trong video này, cùng với một số cái vòi tưới đâu đó là em đi đơn hết nha anh chị. Shop em không có giữ hàng ha, mình chốt tới đâu thì em đi đơn tới đó. Tiếp tục em có cái túi này là da bò dập vân kỳ nhông kỳ đà, nhưng mà độ mới nó cao, nó cỡ khoảng 85%, và cái form dáng này nó dễ xài cực kỳ luôn ha, rất là dễ xài nha anh chị. Mình đeo vai anh chị ha, và đựng được nhiều đồ. Điện thoại ví tiền là vô tư, size là 30 nè, nhân với lại là 26, wide của nó đây. Rồi ở bên dưới đáy thì nó cũng có 4 đinh nữa. Nói chung cái túi làm rất là đẹp, khoan khóa mứt rượt luôn nha. Bên trong là hàng có hiệu nha anh chị, hàng này là hàng có hiệu, sản xuất tại Italy, lót là lót vải ha. Chốt giùm em mã số là 252 cho cái túi này, mã 252. Tông màu này nó cũng dễ xài. Lưu ý là em bán hàng si nha, chị nào mà mình hơi khó tính quá thì mình phải chờ những cái nào mà em báo độ mới 90 mấy% thì mình mới yên tâm chốt. Còn những cái này thì độ mới nó khoảng 80 mấy% thì phải có độ cũ nha anh chị, nó không có thể mới len ken được, nhưng mà rất là phù hợp với túi tiền ha. Em có cái túi này rất là mới bên ngoài, nhưng mà bên trong thì nó có chút xíu vấn đề ở trên cái nắp. Đây, cái này thì chất liệu bằng da bò nha, mới dường như là trưng bày luôn đó anh chị, nhưng mà bên trong cái nắp của nó phun sơn. Size ngang miệng này là được 24 nè, ngang đáy là 21, cao lên là được 18, độ dày của nó là 9 cm nha. Mình mở nắp ra thì bên trong là lót vải, ở trong ngăn chính thì lót vải, một ngăn lớn, một ngăn khóa kéo nhỏ. Nhưng mà trên cái nắp thì người ta lót phun sơn, và khi mà nó để lâu mà nó có bị kiểu như hơi hơi ẩm ẩm á, thì mình bật ra đó nó bị đi hết một lớp màu như vậy. Đó là mình xài thì mình biết cái chỗ đó thôi, chứ còn bên ngoài thì nó rất là đẹp ha. Ở bên ngoài thì như mới luôn. Mã 253 cho cái túi này, mã giùm em là 253 nha anh chị ơi, 253 cho cái túi này nha. Rồi tiếp tục, em có một khúc size, em có mấy cái combo nữa, giá cũng rất là mềm ha. Em có cái này là long charm của Paris nè, chất liệu là bằng da bò. Cái này bán 400-500 gì đó, và em sale luôn cho hết hàng của đợt trước nha. Da bò dập vân này, vân gì? Vân cá sấu. Chất liệu da bò, hàng made in nước Pháp luôn. Size là 33 nè, nhân với lại là 24, dáng này mình xách tay giùm em. Không có khóa kéo miệng lớn mà nó có nút hít, và nó có một cái ngăn khóa kéo nhỏ bên trong ha. Lót là lót vải dập chữ long charm, và cái mắt in răng đồ này kia, mã số đồ nó có cái tem ngay đây nha. Cái này các chị mình đựng với A4 là ok, mình đi làm công sở là đẹp luôn anh chị ha. Hàng y hình nha, tổng thể rất là ổn, không có rách lỗi gì đâu, góc cạnh thì dĩ nhiên phải có sờn. Chốt giùm em mã số là 254 cho cái túi này, mã 254 giùm em nha anh chị, mã 254. Rồi tiếp tục, tiếp tục là em có cái này, túi này bằng da bò, rất là đẹp luôn ha. Chất liệu bằng da bò, nhìn nó viên lắm, cái quai đẹp dữ lắm anh chị. Các cô mình xài cái này đẹp nè, cái quai thôi là mình thấy nó tinh tế rồi. Có khóa kéo miệng,
Rồi bên trong này người ta sẽ lót vải gấm như vậy nè anh chị. Đó, lót vải gấm nha, hàng có hiệu của Italy. Lót vải gấm độ mới cao. Kích thước này thì là 30 nhân với lại là 20. Chốt giùm em mã số là 255 cho cái túi này. Mã 255 giùm em nha. 255 cho túi này. Giá thì đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Bên em thì gần đây thì em làm cái chương trình miễn phí vận chuyển đó. Anh chị mình mua hàng mình không cần phải lo gì về cái phí vận chuyển hết. Nhưng mà lưu ý là em không có ship code nha. Em chỉ có nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có nhận cọc một ít gì luôn anh chị ha. Em chỉ ship code, không có ship code luôn. Rồi tiếp tục em sẽ có cái túi này. Túi này thì hôm qua kia gì em có 3-4 cái vậy đó anh chị. Và bây giờ em còn có 1 cái này thôi. Chất liệu bằng da, phối với phía bên trước này là vải lưới nha. Rất là đẹp luôn, phơm hộp, căng đét. Mẫu này thì mình xách không có thiết kế dây đeo. Size là được 18 nè, nhân với lại 12 nhân 12 nha. Khoan khóa là sáng trưng như vậy. Bữa hôm em còn 3-4 cái gì đó là sale 300 mấy đó anh chị. Và em còn có 1 cái này cho hôm nay thôi. Chốt giùm em mã số là 256 nha. 256 cho cái sản phẩm này. Còn có 1 cái này các cô mình để dành xài Tết cũng được nữa. Tại vì nó mới lắm và mình mặc áo dài đồ này kia là rất là phù hợp. Rồi tiếp tục em có cái này. Túi này thì bằng da bò dập vân đà điểu nha. Da bò dập vân đà điểu. Size ngang của nó sẽ được là 30 nhân với lại là 19. Mình có thể cầm như vậy làm cờ lết hoặc là mình kéo lên như vậy mình xách tay anh chị nha. Da bò dập vân đà điểu chứ không phải da đà điểu thật ha. Có khóa kéo miệng đây. Ở bên trong này người ta lót vải giùm em nha. Trong này lót vải nè. Xinh nè. Đó, bên trong lót vải độ mới cao ha. Cái này độ mới còn cao lắm, góc cạnh nó sờn rất là ít. Mẫu này mình đựng mỹ phẩm rồi này kia cũng đẹp. Hoặc là mình đi công việc hoặc là đi đâu đó mình cầm như dạng cờ lết như vậy nhìn nó cũng rất là cá tính anh chị. Khoan khóa chỗ này là sáng ha. Chốt giùm em mã số là 257 cho cái túi này. Mã là 257 nha anh chị ơi. Có khóa kéo miệng nữa. Thường các cô mình hay lăn tăn ở cái chỗ khóa kéo miệng á, thì cái túi đó nó phù hợp, nó có cả khóa kéo luôn. Rồi tiếp tục nha. Tiếp tục là em có cái này. Túi này là da chim công nha anh chị ơi. Da chim công độc lạ nè. Sale cho các cô mình xài thử da chim công coi nó như thế nào. Đó. Nó giống giống như với da đà điểu vậy đó. Nhưng mà cái này thì cái lỗ chân lông nó sẽ gần với nhau hơn và nó nhỏ hơn. Da đà điểu thì cái lỗ chân lông nó to hơn và nó cái khoảng cách nó xa hơn anh chị nha. Cái này là da chim công. Còn cái da đà điểu thì khoảng cách nó xa hơn. Size là 26, cái đáy nè, ngang miệng là 22, cao lên 20, độ dày là 10, phong cớp nha, độ mới ok lắm, rất là đẹp, lót bên trong là lót da, rồi, bên trong là rất là nhiều ngăn như vậy nha, sale nhanh gọn cho mình cái này với giá là, với mã số là 258 anh chị nha. Thường thường những cái video mà em có cái chương trình khuyến mãi đặc biệt như video này thì ở cái góc trái thì em sẽ để cái chương trình khuyến mãi nó chạy xuyên suốt trên video á, mình có thể theo dõi ở trên cái... góc trái giùm em ha. Rồi tiếp tục nha. Em có cái túi này bằng da bò dập vân cá sấu. Nó có hơi sần sần cái viền nè. Nhưng mà cũng rất là đẹp nha anh chị ơi. Size ngang đáy của nó sẽ được là 30. Ngang miệng là 26 nè. Cao lên của nó là được 19 nha. Dáng này mình xách thôi. Không có dây đeo. Không thiết kế dây đeo của anh chị chứ không phải mất nha. Bên trong là lót da luôn. Cái này không có hiệu. Đó, bên trong lót da như vậy ha. Mẫu này mình xách cũng đẹp lắm. Đó, lau chùi sơ sơ lên là đẹp. Cái này cũng còn đang dính bụi thôi. Và khi gửi cho anh chị thì em đều có lau chùi cho nó sạch đẹp. Anh chị yên tâm ha. Và một cái này là bằng da dập vân cá sấu Cayman. Cái này thì form dáng nó như vậy. Dây này là mình đeo vai. Mình có thể bung ra mình đeo chéo luôn cũng được nha. Hoặc là mình cất cái dây đi. Bên trong là lót vải. Mình có thể cất cái dây đi để mình làm cờ lết nhỏ nhỏ như vậy cũng đẹp nha. Cái này nó dập vân. Hai cái đều là dập vân cá sấu hết anh chị. Size của nó là được 23 nhân với lại 17. Combo này anh chị chốt giùm em mã số là 259 cho cái combo này ha. Mã 259 giùm em. 259 cho combo này. Rồi tiếp tục. Em có một cái này là da đà điểu, à nhầm, da bò dập. Cái này là da tổng hợp luôn, không phải da bò. Nhưng mà nó dập vân đà điểu nha, không phải da đà điểu thật luôn nữa. Có khóa kéo miệng đây, nãy có khóa kéo miệng. Và form dáng thì mình xách như vậy. Cái này là da tổng hợp dập vân đà điểu nha anh chị ơi. Size của nó sẽ được là 28 nè, nhân với lại là 21. Và cái màu đỏ này là da bò dập vân đà điểu nha. Cả hai đều dập vân đà điểu hết. Cái màu đỏ này thì độ mới nó cao. Size là được 19 nè, nhân với lại là 23. Có nhiều ngăn lắm.
rất là nhiều ngăn như vậy bên trong lót vải nha. Combo hai cái này chốt giùm em mã số là 260. 260 cho combo này nha. Em mua cái đỏ tặng cái đen anh chị. Cái đen thì nó to hơn nhưng nó da tổng hợp thôi. Mình xài đi chợ hàng ngày gì kia giùm em cũng được, cũng đẹp rồi. Rồi tiếp tục em có cái này. Cái này là form dáng rất là đẹp. Cái này cực kỳ đẹp nha anh chị nha. Độ mới cao lắm. Quá rẻ luôn. Size là 27 nè, nhân với lại là 23 form hộp ha. Dập vân đà điểu. Rồi, bên trong thì là lót như vậy, hàng có hiệu nha anh chị ơi. Hàng có hiệu đó. Mẫu này thì chỉ xách thôi, không thiết kế dây đeo anh chị nha. Có chìa khóa nhưng mà mất cái ổ khóa rồi, có chìa đây nhưng mà mất cái ổ rồi ha. Rồi, dáng thì mình xách như vậy giùm em. Đi tiệc cũng được nữa. À, mã số là 261 cho cái túi này. Mã 261 giùm em. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là em có cái túi này là da tổng hợp dập vân đà điểu ha. Da tổng hợp dập vân đà điểu, độ mới thì cao nhưng mà nó là da tổng hợp. Size là 25 nhân với lại là 22. Đã có khóa kéo miệng nè. Rồi bên trong là lót vải đồ này kia nha anh chị nha. Dán này mình xách tay hoặc là dạng kẹp nách cũng được luôn. Và một cái này bằng da bò dập vân đà điểu ha. Cái hoa nó cũng xinh xinh nè. Đó, khoen khóa chỗ này làm rất đẹp luôn. Rồi, ở bên trong này thì cái nắp thì lót phun sơn. Ở bên dưới thì lót bình thường. Bên dưới là mình xài thoải mái bình thường. Nhưng mà trên cái nắp thì nó có hơi phun sơn chút. Nhưng mà kệ nó, không ảnh hưởng gì đến mình xài đâu anh chị ha. Size ngang là được 25 nhân với lại là 23. Chốt dùm em mã số 262 cho cái combo này. Mã 262 dùm em nha. Mã 262. Tiếp tục. Rồi tiếp tục là em có cái túi này đẹp nè. Túi này là da bò dập vân kỳ nhông kỳ đà. Đẹp lắm. Độ mới cao lắm luôn và rất là rẻ nha. Độ mới rất là cao, form hộp xách tay. Size 23 nhân với lại là 19 đó anh chị. Ở bên trong này thì là hàng hiệu của Milano của Italy. Đó, lót sạch đẹp, một ngăn lớn, một ngăn khóa kéo nhỏ ở đây. Mẫu này thì mình chỉ xách thôi, không có thiết kế dây đeo nha. Nó chỉ xách như vậy thôi. Tông màu đen cũng rất là dễ phối đồ. Mã là 263 cho cái túi này. Mã giùm em là 263 nha anh chị ơi. 263. Rồi tiếp tục. Em có cái túi này là da chim công luôn nhưng mà cái quai này nó hơi sần rồi. Hồi nãy cái kia thì nó cái quai nó không có vấn đề gì, còn cái này cái quai nó hơi sần đây ha. Còn bên dưới nó là da chim công luôn. Form cũng là form cớp như vậy luôn. Size của nó là được 26 nè, nhân với lại là 20. Cái này dành cho các cô lớn tuổi nha. Bên trong kèm cho mình một cái ví nhỏ nữa, lót là lót nhung màu xanh. Cái này em sẽ tặng kèm cho anh chị thêm một cái túi này da bò dập vân đà điểu ha. Cái này thì về cái form á thì nó hơi xẹp form, hơi trầy sờn gốc nhưng mà nó không có rách lỗi. Bên trong thì có cực kỳ là nhiều ngăn, các cô mình đi chợ rồi kia mình xách cái này cũng đẹp. Cái này thì nó nhỏ hơn. Size là 22 nhân với lại là 17. Combo này mã số là 265. Mã 265 giùm em cho combo này nha. Anh chị muốn mua những cái hàng siêu phẩm thì mình chờ em video sau nha. Video này thì em bán hàng sale thôi. Rồi tiếp tục nha. Em có một cái này dập vân đà điểu. Cái này thì nó mất cái dây đeo rồi. Bên trong thì nó hàng có hiệu như vậy nên chị lót sạch đẹp luôn nha. Cái này là dập vân đà điểu chứ không phải là da đà điểu thật ha. Rất là nhiều ngăn như vậy. Nhưng mà mất cái dây đeo rồi, mình xách hoặc là mình về mình có cái dây xích màu vàng đó, mình gắn vô để mình đeo cũng được anh chị ha. Rồi cái này thì size ngang của nó là được 26 nè, nhân với lại là 20. Em sẽ bán chung với một cái túi này bằng da bò dập vân đà điểu luôn. Màu nâu, form của nó rất là đẹp, dáng sách như vậy nha, độ mới cao. Size 35 nhân 20. Đây, bên trong rất là nhiều ngăn, có khóa kéo miệng như vậy nữa anh chị nha. Combo này mình xài hàng ngày rất là tiện luôn nè. Mã số là 265 giùm em cho cái combo này. Mã 265. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là em có một cái cốp này đi. Cốp này là da bò dập vân ha. Cái quai này nó hơi cứng nha anh chị. Rồi bên trong là lót da. Cái lót này nó hơi bị nhăm á. Nhưng mà không có dính đồ đâu ha. Không có bị dính đồ đâu, anh chị yên tâm chốt. Rồi bên trong này thì có một ngăn lớn, một ngăn khóa kéo nhỏ và một ngăn đắp nữa. Nhưng mà điều cái này nó không mới ken nha, nó có đồ cũ anh chị. Size của nó là được 26 nè, nhân với lại là 21. Rồi một cái này nó cũng là cái này để đi chung cái kia đi, cái đó nó hơi
nó hơi lỗi nhiều hơn thì sẽ không đi chung được combo này. Rồi cái này em sẽ bán chung với một cái túi này. Cái này bằng da bò. Cái này hơi lớn tuổi phải không? Cho nó đi chung với túi này đi cho các cô mình xài. Coi như mua này tặng kia nha. Đấy, cái này bằng da bò nha anh chị nha. Cái quai thì nó có hơi sờ một chút. Size ngang của nó là được 30 nè, nhân với lại là 17. Có khóa kéo miệng rồi bên trong lót vải nha. Combo này rất là rẻ luôn. Mua một tặng một luôn rồi đó. Mã số là 266 cho combo này. Tại vì em định như vậy để cho các cô mình mua một combo mà mình mua xài được luôn á. Hai này thì đều là lớn tuổi á. Nên mình lấy mấy cái trẻ trẻ thì mình lại khó xài. Đây hai cái này đi. Một cái này bằng da bò, nó có hơi độ cũ, hơi trầy nha anh chị. Nhưng nó bằng da bò ha. Đó, nó không có mới nha, có cũ có trầy như vậy. Size ngang của nó sẽ được 30 nè, cái đáy là 24, cao lên là được 17 giùm em nha. Mình cất dây mình làm clutch cũng được. Hàng của Ginza. Bên trong thì cái lót của nó hơi hơi bụi bụi thôi, chứ nó không có bị dính đồ nha. Cái màu sắc mình nhìn thì nó như vậy, nó hơi sần sần á. Rồi, một cái này em sẽ bán chung với một cái này. Một cái này là hàng hiệu của COS nè. COS này thì nó bị chỗ này. Với lại cái phần da thì nó sẽ là có cũ ha, còn phần vải thì ok, không rách lỗi, nó chỉ có bốn góc thôi, bốn góc kiểu như người ta xài nhiều thôi. Còn bên trong mình vẫn đựng đồ được thoải mái bình thường, tag có đầy đủ, không có khóa kéo miệng lớn mà có nhiều ngăn. Combo ha, size của nó sẽ được là 32 nhân với lại 20. Mấy mã combo này chị nào mà mình khó tính là mình vui lòng không chốt combo nha anh chị. Mình sẽ chốt những cái nào mà độ mới nó siêu cao đồ này kia để mình không phải lăn tăn ha. Rồi cái này thì nó sẽ dập vân đà điểu và nó có độ cũ như vậy chứ nó không được mới. Đó. Rồi size của nó sẽ được là 30 nè, nhân với lại là 20. Combo này chốt giùm em mã số là 267 cho combo này. Mã giùm em là 267 nha. 267 cho combo này. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là em có cái cặp này là da tổng hợp nha anh chị. Cái phần màu đen này là da tổng hợp á, chứ không phải da bò đâu. Size của nó là được 39 nè, nhân với lại là 30. Cái phần chỗ khóa này thì mất cái chìa khóa và nó có hơi cũ chỗ cái khóa. Ở bên trong này người ta lót vải nha. Hàng này được made in Japan luôn anh chị, sản xuất tại Nhật luôn á, lót vải. Và trên cái này thì nó lại hơi phun sơn chỗ trên cái nắp này thôi, còn bên dưới là lót vải bình thường thoải mái nha. Dán này là dán sách. Mẫu này em sẽ bán chung với cái này. Cái này cũng là dán cặp luôn, cũng là da tổng hợp luôn, nhưng mà độ mới nó cao. Độ mới nó cao như vậy nha, tông màu xanh navy. Size của nó sẽ được là 39 nè, nhân với lại là 28 nha anh chị. Bên trong lót sạch đẹp luôn, cái này thì độ mới cao ha. Đó, lót sạch đẹp như vậy. Combo này anh chị chốt giùm em mã số là 268. Hai cái này thì đều phù hợp để mình đi làm, đựng giấy A4, laptop đồ này kia. Mã 268 giùm em cho cái combo này ha. Mã 268. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là em có cái này. Đây. Cái này là da lộn của Valentino nhưng mà nó cũ nhiều, để đựng này đựng kia hoặc là xách đi chợ này kia thôi giùm em anh chị, nó không mới đâu. Bên trong lót thì ok, khoen khóa thì còn sáng nhưng mà cái phần da lộn bên ngoài nó cũ rất là nhiều ha. Như hình luôn. Size là 32 nhân với lại là 22. Rồi một cái này á, là thêm một cái này nè, nó sẽ là cái da bò dập vân cá sấu nhưng mà nó bị mất hết một miếng chỗ này. Đáng lý người ta còn một miếng đen như vậy gắn đây nhưng mà nó mất rồi, và nó nhìn thấy cái vết keo nó hơi xấu ha. Phom cớp bên trong là lót vải, cái này thì cũng có hơi cũ luôn. Rồi nó sẽ đi chung với một cái này nữa. Cái này sẽ là da bò dập vân rắn, nó có độ dơ độ cũ nhưng mà nó không có rách lỗi nha. Bên trong thì cái lót nó dơ, lót này về kéo cái lót ra giặt giùm em nha. Rồi nó đi chung thêm một món nữa là cái này. Túi này, cái túi màu vàng này ha. Cái túi màu vàng này thì là dập vân đà điểu nha anh chị. Form là form hến, dập vân đà điểu nè, form hến nè. Rồi bên trong là lót vải như vậy giùm em ha. Một cái túi này không đủ rồi, mấy cái kia coi như tặng chơi kèm theo thôi. Bên trong là lót vải như vậy nha, có dây đeo. Size ngang của nó sẽ được có là 35 nhân với lại là 20. Combo này anh chị chốt giùm em mã số là 269. 269 cho combo này. Mã 269 nha.
269. Rồi, tiếp tục. Có cái túi này. Túi này là da bò anh chị ha. Ở trên đây người ta ghi kangaroo gì đó, nhưng mà em thấy nó không có giống như mấy cái da kangaroo em hay bán. Cho nên em bán chất liệu da bình thường thôi, không có bán da độc lạ gì đâu. Mà nó cũng có đồ cũ luôn. Size là 27 nè, nhân với lại là 22. Rồi nút khít đây, khóa kéo đây, lót là lót vải như vậy luôn. À, mẫu này á, thì đeo vai thôi, không có đeo chéo nha. Và nó như vậy, nó cũng không mới ken đâu. Đi kèm với nó là một cái túi này nha anh chị. Túi này là da bò dập vân, coi như mẫu này tặng này đó. Da bò dập vân rắn ha. Form này form to. Size của nó sẽ được là 42 nhân với lại là 25. Không có khóa kéo miệng lớn mà nó có một ngăn nhỏ như vậy. Combo này chốt giùm em mã số là 270. 270 cho combo này nha. Mã 270. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là em có cái này. Cái này là da kỳ nhông kỳ đà đó anh chị, nhưng mà nó có hơi xẹp form nha, mình về mình gắn form lại giùm em là ok. Màu cũng rất là đẹp. Size là 25 nhân với lại là 19 nè. 25 nhân 19, bên trong là lót da sạch đẹp luôn. Mẫu này thì sách thôi, không thiết kế dây đeo nha. Cái này nó hơi dính dơ một chút, mình về mình ngồi mình khửi khửi ra như vậy giùm em ha. Rồi chốt giùm em mã 271 cho cái túi này. Mã 271 nha anh chị. 271. Rồi tiếp tục. Túi này là da bò dập vân, bò dập vân gì ta, dập vân cá sấu ha, hơi sần quai trên đây, nhưng mà cái form nó còn đẹp lắm, đồ mới còn ok. Size là 25 nhân 17 nè, nhân với lại 7 cm nha. Bên trong này lót vải hàng của Agin, hàng hiệu đó anh chị. Chốt giùm em cái này mã số là 272. Mã 272 cho cái túi này nha anh chị nha. 272. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là cái này là da rắn thật nè, chứ không phải dập vân nha. Nó khoảng 80% form là form đeo chéo giùm em. Rồi bên trong lót đây. Lót này là lót da luôn anh chị, nhưng mà cái lót da thì nó cũng có độ cũ theo thời gian cùng với cái bên ngoài ha, nhưng mà nó không rách lõi gì đâu và nó là da rắn thật. Điện thoại ví tiền là vô tư. 250.000 rất rẻ luôn. Size 20 nhân 16, mã số là 273 cho cái sản phẩm này. Mã là 273 giùm em ha. 273. Rồi cái cặp nè, cái cặp này hôm trước khách hỏi quá chừng mà em chừa cho xong cuối cùng khách không lấy. Cặp này thì nó sờn nhiều nha anh chị nha. Rồi sờn trên đây cũng nhiều luôn, nhưng mà nó bằng da bò. Size ngang của nó sẽ được đó là 39 nè, nhân với lại là 28. Có khóa chìa nhưng mà mất chìa khóa. Bên trong lót thì rất là sạch đẹp ha, nhưng mà nó không có hoàn hảo bên ngoài. Bên ngoài không có rách nhưng mà nó sờn nhiều như vậy nha anh chị. Đó, nó sờn rất là nhiều nha. Để thôi mình mua về cái mình bị hụt hẫng á, cái đó nó sờn nhiều ha. Em bán chung với cái này đi. Cái này là của Cartier nè. Một mình cái này thôi là em bán 200-300 gì rồi đó anh chị. Đó, cái này thì nó đứt quai rồi. Mình về mình cắt luôn bên đây để mình làm thành một cái clutch da hàng hiệu xịn ha. Bên trong là lót vải nè, Cartier của Paris. Nhưng mà cái này đứt quai rồi nha anh chị. Có sờn gốc. Size là 27 nè, nhân với lại là 18. Combo này mã số là 274 giùm em nha. 274 cho cái combo này, mã 274. Rồi, em có một ít cái mã combo giá rẻ cho buổi trưa nay anh chị nha. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái sản phẩm này và hẹn cả nhà vào những cái video tiếp theo. Bye bye.